cùng đi lên đồi để lấy một số nước nhỏ. Jack ngả lưng và nói đâu đó, và Chiêu cũng tiếp tục nghe lưng. Lúc đó anh chắc liền nói và Chiêu hãy nắm tay anh và đứng dậy. Vui dẹp bụi đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Jack và Chiêu cùng đi lên đồi để lấy một số nước nhỏ. Mang nước sợi trong bể cho mẹ yêu, cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Jack bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Ba ba của Jack ban đầu anh ấy và dâm măng và giấy nâu. Và Chiêu nhìn thấy cô ấy cười to thì thấy chiếc quần qua trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đau thật đau, mới cười anh chắc đang khô đầu. Xin chào các bạn nhỏ, hãy xây dựng một cái gì đó ngày hôm nay. Đến và thu thập hình dạng, đặt chúng lại với nhau và thấy gì đó mới trông. Nó rất tuyệt phải không, hãy thêm điều gì đó. Đến và thu thập màu sắc, đặt chúng lại với nhau và thấy xung quanh chúng trông. Nó rất đẹp phải không, hãy xây và xây nhiều hơn. Trông nó tuyệt vời phải không, hãy làm một cái gì đó khác đi. Đến và thu thập hình dạng, đặt chúng lại với nhau và thấy gì đó mới trông. Nó rất tuyệt phải không, hãy thêm điều gì đó. Đến và thu thập màu sắc, đặt chúng lại với nhau và thấy xung quanh chúng trông. Nó rất đẹp phải không, hãy xây và xây nhiều hơn. Đó là cách sáng tạo. Chúng ta sẽ thử làm nhiều hơn. Đến và thu thập hình dạng, đặt chúng lại với nhau và thấy gì đó mới trông. Nó rất tuyệt phải không, hãy thêm điều gì đó. Đến và thu thập màu sắc, đặt chúng lại với nhau và thấy xung quanh chúng trông. Nó rất đẹp phải không, hãy xây và xây nhiều hơn. Đó là niềm vui sáng tạo. Chúng ta hãy sớm làm điều gì đó một lần nữa. Tạm biệt. Còn một chú lớn con đi siêu thị, còn một chú lớn con ở nhà, còn một chú lớn con ăn bò nương, còn một chú lớn con đòi mèo, còn một chú lớn con khóc wi 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 tất cả về nhà. Còn một chú lớn con đi siêu thị, còn một chú lớn con ở nhà, còn một chú lớn con ăn bò nương, còn một chú lớn con đòi mèo, còn một chú lớn con khóc wi 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 tất cả về nhà. Còn một chú lớn con đi siêu thị, còn một chú lớn con ở nhà, còn một chú lớn con ăn bò nướng, còn một chú lớn con đòi mèo, còn một chú lớn con khóc wi 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 tất cả về nhà. Còn một chú lớn con đi siêu thị, còn một chú lớn con ở nhà, còn một chú lớn con ăn bò nướng, còn một chú lớn con đòi mèo, còn một chú lớn con khóc wi 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 tất cả về nhà. Một hai buộc dây dây đi, ba bốn gõ cánh cửa to,
năm sau nhất quê lên đi, bảy tám trai chung ra sân, chín mười một chú gà béo, 11, 12 đào và sười, 13, 14 nhân viên phục vụ, 15, 16 họ trong nhà bếp, 17, 18 họ chờ thức ăn, 19, 20 dìa trong chân rồi. Một hai buộc dây dây đi, 3, 4 gọi cánh cửa to, 5, 6 nhất quê lên đi, 7, 8 chạy chung ra sân, 9, 10 một chú gà béo, 11, 12 đào và sợi, 13, 14 nhân viên phục vụ, 15, 16 họ trong nhà bếp, 17, 18 họ chờ thức ăn, 19, 20 dìa trong chân rồi. Tất cả mọi xe buýt quay tròn quay tròn, quay xung quanh quay vòng tròn, tất cả mọi xe buýt quay tròn đi về thành phố. Gạt nước trên xe buýt xoay vu xoay vù, xoay vu vu xoay vù vù, gạt nước trên xe buýt xoay vu xoay vù đi về thành phố. Người trên xe buýt thì chát chát chát, chát 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 chuyên chuyên cho, người trên xe buýt thì chát 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 đi về thành phố. Còi trên xe buýt kêu bíp 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 bíp, còi trên xe buýt kêu bíp 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 đi về thành phố. Những đứa chơi trên xe buýt khóc oa 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 oa, những đứa chơi trên xe buýt khóc oa 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 đi về thành phố. Những ba mẹ trên xe buýt thì những ba mẹ trên xe buýt thì đi về thành phố. Cả mình xe buýt quay tròn, quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả mình xe buýt quay tròn, đi về thành phố. Nhìn kìa, đó là chú chồn. Nhìn kìa, đó là chú khỉ. Nhìn xung quanh các bụi cây rau tầm, con khỉ đuổi theo con chồn. Con khỉ nghe với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn. Xung quanh ghế của người thơ dày, còn khi đuổi theo con chồn. Còn khi nghe với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn. Nhìn xung quanh các bụi cây rau tầm, còn khi đuổi theo con chồn. Còn khi nghỉ với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn. Và xung quanh ghế của người thơ dày, còn khi đuổi theo con chồn. Còn khi nghỉ với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn. Nào tất cả mọi người hãy bắt đầu chèo thuyền. Chèo 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 thuyền con, nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con, nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ.
chèo chèo thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là thò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là thò. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, giống như một giấc mơ. Ồ, chúng tôi thích ăn rau, bạn có thích không? Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con ong yêu mật ong, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn kẹo ngọt và kem mát lạnh. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con chuột yêu pho mát, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn mứt thơm và dâu tây ngọt. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con cá yêu mặt nước, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn chuối to và sô-cô-la. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con chim yêu trời xanh, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn bánh mì và khoai tây chiên. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Có 10 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Chín, chín. Có trên bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Tám, tám. Có 8 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bảy, bảy. Có 7 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Sáu, sáu. Có 6 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Năm, năm. Có 5 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bốn, bốn. Có 4 bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ba, ba. Có 3 bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Hai, hai. Có 2 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Một, một. Có 1 bàn trên giường và bàn lại lát to. Chúc ngủ ngon. Bạn làm gì vào mỗi buổi sáng? Tôi thường nghe vào buổi sáng khi tôi thức giấc. Tôi thường nghe vào buổi sáng khi
buổi sáng khi tôi thức giấc. Tôi thường ăn vào buổi sáng nhầm 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 nhầm. Tôi thường ăn vào buổi sáng nhầm 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 nhầm. Mặc đồng phục tôi đến trường trên xe Việt của trường tôi. Tôi thường làm vào buổi sáng khi tôi thức giấc. Tôi thức giấc, tôi thường nghe vào buổi sáng khi tôi thức giấc. Tôi đi xa 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 mặt tôi đi chai 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 hàm răng. Tôi thường làm vào buổi sáng khi tôi thức giấc. Trại i a i a i o và trên trang trại vài ba con gà i a i a i o gà thì kêu chích chích và gà kêu chích chích đây chích kia chích khắp mọi nơi chích chích. Ông McDonald có một trang trại i a i a i o ông McDonald có một trang trại i a i a i o và trên trang trại vài chú chó già i a i a i o. Chó thì kêu gâu gâu và chó kêu gâu gâu đây gâu kia gâu khắp mọi nơi gâu gâu. Ông McDonald có một trang trại i a i a i o ông McDonald có một trang trại i a i a i o và trên trang trại vài ba con lợn i a i a i o. Lợn thì kêu ấn ấn và lợn kêu ấn ấn đây ấn kia ấn khắp mọi nơi ấn ấn. Ông McDonald có một trang trại i a i a i o ông McDonald có một trang trại i a i a i o và trên trang trại vài ba con ngựa i a i a i o. Người thì đi bên đây và người hi bên kia đây hi kia hi khắp mọi nơi hi hi. McDonald có một trang trại i a i a i o ông McDonald có một trang trại i a i a i o và trên trang trại vài ba con bò i a i a i o. Bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu
đây mu kia mu khắp mọi nơi mu mu ông McDonald còn một chàng trai e i i o ông McDonald còn một chàng trai e i i o và trên chàng trai vài ba con vịt e i i o vịt thì kêu quack quack và vịt kêu quack quack đây quack kia quack khắp mọi nơi quack quack ông McDonald còn một chàng trai E-I-E-I-O. Ôi, thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cho cô bé. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đến với tôi to và cái nó. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa chặt chặt. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc không uống, sáng mai sẽ quay lại với hóa đơn thanh toán. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi. Đã nghe về con nhện chưa? Nhện insequency đi lên trên cái vôi nước và cơn mưa đen cuốn trôi nhện ta ra ngoài. Mặt trời sơ sáng hong khô mà cơn mưa rào và nhện insequency tiếp tục lại leo lên vòi. Nhìn insequency đi lên trên cái vôi nước và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong khô một cơn mưa rào và nhìn insequency tiếp tục lại leo lên vòi. Insequency đi lên trên cái vôi nước và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong khô một cơn mưa rào và nhìn insequency tiếp tục lại leo lên vòi. Sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn, vân, vân, vân. Má lúng liếng, cằm trẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn, vân, vân, vân. Thật đáng thương, Humpty Dumpty anh ấy luôn bị ngã. Humpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường.
những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng chi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng chi thum thi ngồi trên bức tường, hùng chi thum thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng chi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng chi thum thi ngồi trên bức tường, hùng chi thum thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng chi một lần nữa nguyên vẹn. เลือกสีกันเถอะดูสิพวงเรามีสีฟ้าวาดดินสอสีบนกระดาษแล้วระบายสีทองฟ้าสวยงามมันดูสวยงามมากเธอว่าไหมเธอไม่ชอบสีฟ้าหรือไรมันคือหนึ่งสีที่มีอยู่ในกล่องสีของเราเลือกสีกันเถอะดูสิพวกเรามีสีแดงวาดดินสอสีบนกระดาษและระบายดอกกุหลาบสวยงามมันดูสวยงามมากเธอว่าไหมเธอไม่ชอบสีแดงหรือไรมันคือหนึ่งสีที่มีอยู่ในกล่องสีของเราเรามาเลือกสีกันเถอะดูสิพวกเรามีสีเหลืองวาดดินสอสีบนกระดาษและระบายสีดาววับวาวมันดูสวยงามมากเธอว่าไหมเธอไม่ชอบสีเหลืองหรือไรมันคือหนึ่งสีที่มีอยู่ในกล่องสีของเราเรามาเลือกสีกันเถอะดูสิพวกเรามีสีเขียววาดดินสอสีบนกระดาษและระบายทุ่งหญ้าสดใสมันดูสวยงามมากเธอว่าไหมเธอไม่ชอบสีเขียวหรือไรมันคือหนึ่งสีที่มีอยู่ในกล่องสีของเราเรามาเลือกสีกันเถอะดูสิพวกเรามีสีชมพูวาดดินสอสีบนกระดาษและระบายขนมสายไหมมันดูสวยงามมากเธอว่าไหมเธอไม่ชอบสีชมพูหรือไรมันคือหนึ่งสีที่มีอยู่ในกล่องสีของเราเรามาเลือกสีกันเถอะดูสิพวกเรามีสีม่วงวาดดินสอสีบนกระดาษแล้วระบายชุดของเจ้าหญิงมันดูสวยงามมากเธอว่าไหมเธอไม่ชอบสีม่วงหรือไรมันคือหนึ่งสีที่มีอยู่ในกล่องสีของเรา